người ta để trộn luôn. Rồi chuẩn bị lắp. Chiếc nằm lề đường. Quy mô chưa, đường lên là ở đây là hiện nay chúng tôi đang đứng ở khu vực trạm trộn bê tông không phép của xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Sau khi rất nhiều các đợt thanh kiểm tra và ra quyết định xử phạt yêu cầu dừng hoạt động, nhưng đến nay thì trạm trộn lại tiếp tục không những dừng hoạt động mà còn hoạt động quy mô hơn, lắp đặt nhiều hệ thống máy móc, trạm trộn hoành tráng hơn đây.